lắm. Kiếm pháp của cô nương thật là tinh tiến. Cô nương cứ khen tôi mãi mà không trả lời câu hỏi của tôi. Cô nương muốn hỏi. Tôi muốn biết tại sao cô nương cải trang nữ tỳ vào để dạy tôi kiếm pháp. Tại vì tôi có liên quan mật thiết với cô nương mà chưa tiện nói. Sợ gì tôi phải đến ở nơi đây liền cho cô nương lung linh kiếm pháp. Là do lệnh của vị tiền bối võ lâm. Nếu quả thật là chúng ta có sự liên quan thì nên xưng hô theo thứ bậc là hơn. Có thể nào sư tỷ cho biết áo danh của vị võ lâm tiền bối ấy được chăng? Vị tiền bối võ lâm dặn dò tôi kinh miệng sư muội cho nên tiền chịu làm chi mà hãy kiên tâm luyện gió đêm ngày bảo vệ chiếc kinh già rước dục bản môn. Tôi giả mang bình tĩnh đem kiếm pháp trao vô nhưng phong tưởng tôi bình thường chẳng chi sư giả bệnh chỉ là tạm thời, tỷ tỷ ở lại đây chế chở cho muội muội cũng là tạm thời. Điều cần yếu là muội muội cần phải tự tạo thành bản lĩnh để cứu đời mình, phục hồi danh dự bản môn. Muội cũng mong chống đến ngày sửa hận và tái ngộ tân xuyên. Tân xuyên, tiếc rằng tôi đã hiểu lầm khi rõ lại là hết rồi đời kim sĩ, chỉ tại tên Hà Đỗ phản trắc. Ơ kìa, có bóng người đến với cử chỉ khả nghi, ta mau ẩn thân để xem người ấy là ai. Nực cười cho kẻ gì yêu mà đầu hàng nhượng phong. Nhưng rồi Bảo Trân vẫn bị nhượng phong cướp. Hôm nay con tính đầu độc nhượng phong để giành lại Bảo Trân. Cầm lại. Có phải Hà Đô đang bỏ độc dược vào rượu đó không? Ta muốn biết mi là ai. Kia Tề Khương. Cảm ơn. Cảm ơn Hà Đô không quên người bạn chăn trù ngày trước. Nhà anh ở dưới chân đồi, nhà em trên núi gần trời gần mây. Anh thường nói tóc làm vậy, hạ dìa lên núi để cài tóc em. Ồ, cánh diều kia đến bây giờ vẫn còn nằm yên trên mái tóc. Đây những lời thơ anh viết thắm vào tình xương hòa trong huyết quản cho đó môi son cho thơm và phấn đợi anh về. Chào mộ kiều thu đẹp anh ngày mộ tôi chẳng tề. Anh nhìn lại cánh diều ngâm câu thơ cũ và chúng mình vào mộng bình yên. Nằm trong tay nhau trên đồi dưới tràng tâm gió đường. Ngủ trong trăng sáng có suối hòa đàn theo tiếng chim ca. Nghe chèm giặc giặc nghe ta lên trời. Rất tiếc ngày nay ta đã là phó giáo chủ võ lâm nhất thống giáo, nàng vẫn còn là kẻ canh trù. Hai địa vị có chênh lệch nên ta không bằng lòng cho nàng giữ cánh diều kỷ niệm ấy. Trả đây ta xé bỏ. Hà Đô, Hà Đô ơi, nếu không còn gì giữ được anh bên cạnh em trong đoạn đời còn lại thì anh cũng đừng sẽ làm gì những kỷ niệm ngày xưa. Cánh diều của một thở yêu nhau em cất giữ không rời xa nữa, để nhìn nó trong những ngày ngăn cách mà nghe lòng thương nhớ người xa. Cánh diều từ thuở biết bay đã mồ côi chú đã thấy
hay ở đó mà khóc than dĩ dãn. Nhưng Phong sắp đến, ta đi đi. Hà Đô, Hà Đô. Chị Tây Khương, có chuyện gì đó, chị Tây Khương? Dạ thưa bà, Tây Khương đã đi. Tôi là thầy thuốc, được Nhượng Phong giáo chủ sai đến đây trị bệnh cho bà. Mời ông hai ngồi. Tự nhiên dùng đôi chung mi đâu, bệnh cô tôi chẳng cần lương y răng sông. Trọt khỏi nơi đi là tôi mạnh khỏe. Vàng tạ ơn bà tặng cho tôi chung rượu quý à. Trời, hình như trong người tôi có biến chuyện lạ lùng. Biến chuyện thế nào, trong người ông ra sao? Nâng trái ruột gan và choáng váng mặt mày, bại hoại cả tứ chi. Những con trùng rắn rít nó bò khắp châu thân, như dạng triệu tu đang chui vào thể xác. Theo như tôi biết thì đó là triệu chứng phát bệnh của bệnh cùi. Trời, trời ơi, tôi mắc bệnh cùi. Như vậy là mới vừa rồi bà cho tôi dùng rượu độc. Không, rượu đây là rượu quý Nhượng Phong dành khi hợp cần giao môi. Phải, rượu quý như sắc nhân, như lời thủy chung có một người con gái. Có nếm mới cay, có đau mời thay, mới biết mình ngu mình dại. Ai báo mình tin rồi để hại cho mình. Bà ơi, tôi với bà chưa quen, chưa biết chưa một lần nhìn. Quán thù chi mà bà đầu độc, cho cuộc đời này vĩnh viễn nhuộm màu đen. Tôi đến đây với lòng từ thiện chữa bệnh cho bà. Nếu bà thấy rằng tôi không đủ khả năng thì bà truyền lệnh cho người đuổi tôi ra khỏi cửa. Bà hãy làm gì tâm tăng và yếu, tôi mang bệnh tật bà vui chăng bà? Bà mang tiếng chỉ trong đôi phút nữa, rồi sẽ vui khi tôi giả từ lối gốc quất vào sương rơi lá rụng đêm dài. Trong cảnh tối tăm tôi lặng lẽ đưa tay lần dò theo vết tích hình hài, để nhớ để thương về thuở trước tàn ta rồi. Sau khi cạn chung độc dược của giai nhân, và tôi đặt tên cho cảnh chim bao đêm nay là ác mộng. Vì chim bao ngày xưa có dần đăng bạc, có cuộc thương nhau. Còn chim bao hôm nay giữa phòng qua chung, ngoài không gian uống lạnh trắng sâu. Dưới cơn bệnh hoành hành thể xác, dưới thảm thế dây khiến tâm hồn, tôi ra đi, đi để hỏi núi hỏi rừng. Hỏi tôi có lỗi lầm chi mà bà ám hại. Chào bà. Tiên sinh, tiên sinh ơi, nếu tiên sinh nghĩ rằng tôi đầu độc,
thì tôi sẽ tổn sâu trong mình. Không, bà không nên đúng. Dù tôi ghét bà, dù tôi tàn tật, nhưng vẫn cầu mong cho bà chẳng da dài tóc. Tôi thành phế nhân, tôi sầu có một. Bà thành phế nhân, tôi khổ đến trăm lần. Tại sao? Tại vì trời ơi, bệnh của tôi đang đến hồi quý kịch. Tiên sinh, trời tâm xuyên. Thôi, từ khi phế bỏ Võ Công, Tân Xuyên không còn nữa. Hôm nay được bà dẫn rượu độc tê hồn ma. Không, em bằng tâm anh bằng tâm hồn, chẳng hơn nghi nguyên cúi đầu cầu nguyện chiếm bao trái đầy đưa sang bên tao buồn. Hãy đưa anh về đây hội ngộ bằng đường sơn khê hay mưa gió lạnh lùng, bằng gió đêm hè gợi niềm thương như, hay bằng ảnh sao trời soi lại những dân thơ. Ngàn sao em biến thành trăng, anh thành sống đầy chỉ hằng tầm đêm. Ngàn sao em biến thành chim, chập cánh bay cao giữa trời nắng ấm. Trễ lắm rồi, ngày xưa tôi là hồng học đại bàng, có thể đưa bà đi khắp biển Bắc trời Nam. Nhưng bây giờ tôi là gánh nặng, bà nếu tôi sẽ rơi vào đáy vực tối tăm. Xuống vực sâu ta thì vực lên căn lều nhỏ, bằng tóc xanh lợp mây, bằng thịt xương làm cốt làm keo. Cứ ngủ ở bên trong là hay quá tim nghèo, lấy rong rêu làm chăn làm chiều, lấy sỏi đá làm giường cho bụi tấn hùng. Đôi mắt mùi sạc lên như đôi hoa chung, sầu giao môi là bồn dòng lệ tao hùng. Nhưng cưới là dòng tay của huynh tròn qua thân mùi, và mùi tặng huynh bằng những chỉ khôn nồng làm của hồi môn. Trời có bốn mùa, đợt có bốn phương, đôi ta chỉ có một mùa thương. Chia nhau hơi thở thay có máu, đến mấy ngàn năm mấy vạn năm. Tôi đang nghe độc dược hoành hành da thịt, thì làm sao nghe được những lời bà nói. Dù đó là sự chân thành, thương hại nạn nhân, vậy xin bà đừng vi phạm những câu hoa mị. Với một người mang tội yêu mến chị dâu hai sư túc, không còn đất đứng trong chốn Võ Lâm. Trời ơi, hôm nay tôi mới biết là bà giả bệnh rồi cho người đồn thấu tai tôi, để tôi đến thăm bà bằng cách cải trang thầy thuốc, cho bà thân tiện giết tôi mà rửa hận cho phụ thân bà. Không, thì mùi đã biết gì ca vô tội phụ thân của tiểu mùi, và tôi mùi không ngờ gì ca lại đến nơi này. Làm sao ngờ được, trong khi có trăm thầy thuốc đến đây xin trị bệnh, ta đều đuổi về hết, chỉ có chờ của Tân Xuyên mà thôi. Hà đâu? Nhờ theo dõi tên đệ tử của Tân Xuyên, ta mới phát giác được sự mạo hiểm hồ dại của tên Si Tình. Mi dân bay cho bắt gì ca quán thù chi đến thế? Đó là chính cần mẫn của kẻ làm dương, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Dạo chúng đâu, đổi chân tôi lại. Không, nhị ca ấy mang râu vào và hãy cố gắng đi ra cửa để mỗi thủ xếp cả tới. Đừng này. Đi vô ích, dừng đứng đó. Mi cũng không thể đi vô. Tại ta là mau. Không, dạo chung, đừng cho hắn thoát thân, mau đóng chặt các cánh cửa. Khoan,
sao lại đóng chặt các cửa? Giáo chủ ơi! Thì ra Hà Đô đang giở trò bí ối à? Phải, giáo chủ ơi, Hà Đô đòi đóng chặt cửa nào thì vợ thôi dụ phu vô học đó. Bây giờ thiếp vào trong, chừng nào giáo chủ trừng trị hắn xong thiếp mới gặp giáo chủ à? Không, thưa giáo chủ, không. Im, chính mắt ta thấy tai ta nghe, mi thần kim lời tiếng bách. Biệt hồng của báo chẳng sao dám tự tìm vào đây. Tôi đến để bắt một tên đối đầu vô cùng lợi hại. Vì gấp rút quá cho nên không kịp xin lệnh bề trên. Mi vừa nói rằng giao chủ chiến đấu có thể tự thương. Âm mưu toan phản bội nè, hãy tự trói tay đi, đừng mong chống cự lại kiếm bạch long. Gươm của mi đã đứt vì kiếm bạch long, bây giờ đến lượt đầu mi. Người dơi à, người dơi phải, ta đến đi trừng trị Nhượng Phong và cụ Tân Xuyên, Tân Cương và Hà Đô. Nhượng Phong à,